cho nó gọi miếng này. Nè xuống vườn tài xế phóng xuống tiếp luôn các bạn. Ghét rồi cho nó mau để mưa tới. Cho nó gọi còn con lam ai lam nữa mà mưa quang lắm các bạn. Đúng rồi, tài xế tranh thủ luôn. Anh Phước bên đây thì anh chạy muốn xúc quân luôn các bạn. À thì đắt chập nữa. Rồi đắt chập rồi sao vừa nổi. Chết luôn rồi. Giờ giao dầu nha các bạn, giao dầu cho anh Ngọc. Này là công ty của nhà nước các bạn. Giao bữa nay. Bữa nay giao đây nhiêu can? Bốn chục can hả? Chị đi theo máy luôn. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi các bạn xem nha, tiếp tục. À bây giờ là mấy chiếc máy bây giờ đang tranh thủ đua nha các bạn ơi. Quá rồi. Coi kịp cái đám mưa hay không mà đang mưa lâm râm luôn. Rồi các bạn cho mọi người xem và tham khảo nha. Hôm nay mình quay ở đây thì bộ 3 luôn. Bộ 3 Kubota DC 108X nha các bạn. Đây là Kubota DC 90105 nha các bạn. 105X là anh Ngọc của Thái Ngọc, ảnh về Ấn Độ lên bộ tem là 108 nha. Bạn ở đây thì 3 cây luôn. Đây cây ngoài này thì của anh Phước chạy nha. 3 cây này thì 3 đời các bạn. Một cây thì đời 20. Cây ngoài anh Phước thì đời 21 nha. Còn cây nà chạy thì đời 22 luôn. Ôi, hiện tại thì anh Ngọc là 3 cây 100 hết luôn. Cây này thì của anh Phước nữa các bạn. Đang chạy. Quá phê luôn. Trời đang chuyển mưa các bạn mà nó ngày mới rớt mấy hộp bây giờ không qua rồi. Bây giờ thì chị chú ruộng chỉ nôn nóng mưa. Chỉ sợ mưa. Chưa tranh thủ chạy lên. Tranh thủ chạy lên. Để mưa tới các bạn. Số anh em canh bắt chuột quá trời luôn. Ồ, con ngoài kia lư con ngoài luôn kìa. Đó. Hết hồn chưa? Rồi, cái này là không chạy khỏi với cái đám mưa này rồi các bạn ơi, quá tới rồi. Trắng hết trơn luôn. Bây giờ anh em tranh thủ giục lúa và lẹ đi để mưa. Giết cho nó gọi miếng này. Anh em nào xúc quần tài xế phóng xuống tiếp luôn các bạn. Giết cho nó mau để mưa tới. Cho nó gọi còn con lam ai lam nữa mà mưa quang lắm các bạn. Đúng rồi, tài xế tranh thủ luôn. Và anh Phước bên đây thì anh chạy muốn xúc quần luôn các bạn. À thêm đất chập nữa. Trời ơi, đất chập rồi sao bữa nổi. Chết luôn rồi. À, muốn chạy giết mà gặp đất chập nữa. Nói chung bây giờ mưa đang ào lại nhớ bạn. Ở đây thì rõ xong rồi nè. Tài xế tiếp tục xuống tiếp. Giết luôn. Đó, giờ mấy kéo thì tranh thủ đem lúa vô. Giờ tranh thủ rồi. Máy kéo chạy tranh thủ ra luôn. Máy này đang chạy vô. Để mưa tới. Đây nè các bạn coi nè. Đó. Hai chó. Chọn các loại. Có dầu. Quá. Cái gân dầu. Màu đậm đá. Rồi, máy kéo. Vô ghét các bạn đưa tới. Lên lộ luôn nha.
quái tới rồi. Và giao dầu nha các bạn, giao dầu cho anh Ngọc. Này là công ty của nhà nước các bạn. Giao bữa nay. Bữa nay giao đây nhiêu can? Chỗ 40 can à. 40 can hả? Chút xuống nữa. Đây là giao cho anh Ngọc luôn nha các bạn, tại anh Ngọc tới 3 cây là anh chạy là dữ lắm dầu. Là bây giờ anh em chạy về để rút dầu lên nữa các bạn. Đúng rồi bạn ơi, còn ở đây thì anh em đang tranh thủ để xuống lúa ghét. Ở đây thì chị chú ruộng ở đây thì cò lại coi lúa. Rồi mừng quá các bạn, máy này kết cuộc cũng đã xong rồi, xong được cái băng này rồi, quá mừng rồi. Rồi bây giờ anh tài xế tranh thủ anh chạy vô, anh còn ủi một cái lỗ chỗ cột điện nè để mưa tới. Bây giờ anh ủi cái này thì kể như là đã xong cái miếng này trước cái đám mưa này rồi, quá khỏe. Còn ở trên đây thì các bạn thấy nè, anh em đang gượt theo bắt chuột quá trời luôn rồi. Thì gặp mấy anh Phước anh xiết nữa, xiết để tranh thủ trời mưa các bạn. Xiết mà gặp lúa sập các bạn ơi, dội liền. À con lúa nó sập rồi. Ở đây là xa lắm đó mà các bạn, giờ thấy nó sập cỡ này. Anh Hà thì đang xiết ở trên đây nữa nè, tới 3 cây mà. Cây này là cây đời mới nha các bạn, cây này thì 2022 đó, anh Ngọc mới lấy sau này. Rồi cây này thì chút xíu nữa xong rồi. Nó muốn hơi dẻo à. Cũng hên quá, cái đó mưa hình như là nó chưa tới. Chưa nó mới tới. Tới thì anh em cũng gọi cũng đỡ rồi. Rồi vậy là anh Phước ra ngoài anh kịp luôn rồi các bạn. Rồi xong. Quá đã luôn. Đây các bạn thấy chưa? 108 Thái Ngọc nha. Cái này đời 2021 nha các bạn. Quá phao. Rồi, chưa biết quay miếng nào đây. Ồ, chạy vô luôn. chạy vô luôn vậy là lại đằng kia hết á. Ồ mấy con gồm vô theo luôn kìa. Đó các bạn coi mưa kìa, dữ lắm luôn, sắp sửa tới mà.
Ồ, vậy là vô đậu rồi. Ồ, phải là vô bỏ lúa. Lộn. Trời ơi, bà chị đi theo máy luôn.